Hà Thanh Xuân bốc trần sự thật nghẹn ngào về hôn nhân với vua cá coi sau thông báo chia tay. Không còn là tin đồn, Hà Thanh Xuân và vua cá coi đã chính thức đường ai nấy đi sau hơn một năm về chung một nhà. Kết hôn chưa đầy nửa năm, đã dính nghi vấn ly hôn. Trong khi Hà Thanh Xuân luôn giữ im lặng, thì vua cá coi tháng ngô lại nhiều lần tỏ thái độ bức xúc, phủ nhận chuyện tan vỡ. Tuy nhiên, Trưa ngày 9 tháng 10, trên trang Facebook cá nhân, Hà Thanh Xuân đã đưa ra thông báo chính thức về việc cô và đại gia Thắng Ngô đã chính thức chia tay. Nguyên văn bài đăng của cô như sau. Xin chào cả nhà. Hôm nay, Xuân xin phép được đặt status này để những ai quan tâm và yêu thương mình không còn phải hoài nghi hay lanh tanh về thông tin cuộc sống hôn nhân của Xuân nữa hạ à. Xuân xin lỗi thật nhiều khi viết những dòng này. Tâm trạng của Xuân cục cực kỳ ổn. Trước đây và đến bây giờ, Xuân chưa từng đăng ký kết hôn. Sau hai tháng quen biết và gặp gỡ anh Thắng, do sự mong muốn của hai gia đình và hai người trong cuộc tưởng chừng mối quan hệ màu hồng thì đám cưới đã diễn ra rất nhanh chóng, đúng như nhận định của cả nhà. Sau lễ cưới ấy, Xuân đã gần như bị trầm cảm và phải thu mình lại, không dám đọc bất cứ một bình luận nào trên mạng xã hội. Sau đó một thời gian ngắn cạnh nhau, cả hai đã phát sinh nhiều vấn đề và không phù hợp trong mọi tư tưởng. Xuân đã sống một mình trong gần một năm qua, hôm nay xuân dùng hết sự bình tĩnh để đăng thông tin này xuân chính thức chấm dứt mối quan hệ này và trở lại cuộc sống độc thân cả nhà ạ mong rằng những gì đã qua là một bài học để xuân được chín chắn hơn trong mọi quyết định của cuộc đời âm nhạc vẫn là ưu tiên hàng đầu và khán giả mãi mãi là gia đình thứ hai của xuân hy vọng mọi người vẫn sẽ yêu thương và ủng hộ xuân ạ à. xin chân thành cảm ơn tình cảm mà cả nhà vẫn luôn dành cho xuân rất mong mọi người hãy yêu thương xuân và xin hãy yêu thương, tôn trọng việc riêng tư về sự đổ vỡ, tình cảm này của Xuân, trân trọng. Theo đó, sau đám cưới diễn ra vào ngày 2 tháng 5 năm 2022, chưa đầy nửa năm sau, Hà Thanh Xuân và vua cá co đã sống ly thân. Cuộc sống hôn nhân không mà hồng như giọng ca hải ngoại tưởng tượng khi liên tục bị chỉ trích, tấn công trên mạng xã hội. Cô cho biết bản thân từng bị trầm cảm đến mức phải sống thu mình lại, không dám đọc bất cứ bình luận nào đáng chú ý lần đầu tiên hà thanh xuân tiết lộ về việc cô và vua cá coi chưa hề đăng ký kết hôn như vậy mối quan hệ giữa cả hai chưa được pháp luật công nhận nói cách khác trên danh nghĩa mới chỉ là hai người yêu nhau mà thôi đối với hiện tại có lẽ là điều mà những người trong cuộc không hề mong muốn sự việc lần này cũng cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của mạng xã hội đối với cuộc sống thực thay vì tiếp tục công kích cá nhân một ai đó chúng ta nên cẩn thận hơn trong những phát ngôn của mình để tránh đưa một sự việc nào đó đi quá xa hay đẩy một cá nhân nào đó đi đến bước đường cùng. Hãy là một người dùng mạng xã hội văn minh. Loạt dấu hiệu trạng nứt của Hà Thanh Xuân và vua cá coi thắng ngô sau một năm kết hôn hai ngày qua thông tin hà thanh xuân và vua các coi thắng ngô chia tay được chia sẻ trầm trộ trên mạng xã hội ngay lập tức thắng ngô đã có phản hồi với báo chí nhưng lại không phủ nhận cũng không khẳng định về mối quan hệ hiện tại của cả hai tuy vậy khán giả đã soi ra nhiều dấu hiệu cho thấy hôn nhân của ca sĩ hải ngoại và thắng ngô trạng nứt từ khi kết hôn trên trang cá nhân, Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô thường xuyên chia sẻ hình ảnh ngọt ngào cùng những lời có cánh dành cho nhau. Họ đăng tải khoảnh khắc bên nhau, nấu ăn, gặp lại sau thời gian mỗi người một nơi, những chuyến du lịch trong và nước ngoài. Vào tháng 9 năm 2022, Hà Thanh Xuân đăng status để yêu thương chúc mừng sinh nhật ông xã chúng ta đã vượt qua bao nhiêu sóng gió con đường phía trước còn dài dù thế nào em cũng ở cạnh anh ủng hộ anh mong anh nhiều sức khỏe để sống trọn mỗi ngày cùng em đi hết đoạn đường còn lại nữ ca sĩ nhắn nhủ thắng ngô đáp lại thắng ngô nói với vợ Cảm ơn vợ của anh, anh cảm nhận sâu sắc được tất cả những gì em dành cho anh. Anh biết mình đã rất may mắn khi có em, một người phụ nữ tuyệt vời mà anh không có thể dùng lời lẽ để diễn đạt. Ngọt ngào lãng mạn là thế, nhưng từ đầu năm 2023 đến nay, trên Facebook Hà Thanh Xuân không còn xuất hiện những hình ảnh và status nào dành cho chồng. Thay vào đó, cô chỉ đăng tải hình ảnh một mình hoặc đi diễn. Không những thế, loạt ảnh tình tứ và những lời ngôn tình được nữ ca sĩ chia sẻ đã không còn hiện lên trên trang cá nhân. Cô chỉ còn giữ lại duy nhất hai tấm ảnh cưới và một ảnh cả hai đi ăn từ cuối năm 2022. Về phía Thắng Ngô, trên trang cá nhân từng đăng tải nhiều hình ảnh tình cảm bên vợ, hiện anh đã khóa. Vua cá coi sử dụng Facebook khác nhưng chỉ đăng tải hình ảnh cá nhân và cá coi. Vào ngày lễ tình nhân vừa qua, thay vì nhắc đến ông giả, Hà Thanh Xuân đăng hình ảnh cha mẹ và gọi đó là hai tình yêu của cô với người thường xuyên chia sẻ hình ảnh và tình cảm với chồng như nữ ca sĩ hải ngoại. Điều này càng khiến người hâm mộ thắc mắc. Cũng trong tháng 2, Hà Thanh Xuân bày tỏ tâm trạng buồn trên trang cá nhân. Cô viết, có nhiều người nói chẳng bao giờ thấy Xuân buồn, lúc nào cũng tươi cười. Thật sự những lúc buồn nhất, Xuân sẽ chọn im lặng vân ngồi thiền. Khi ổn, Xuân sẽ xuất hiện trước mọi người. Vì tôi đã học được cách yêu thương bản thân, Xuân lúc nào cũng muốn đem năng lượng tích cực đến mọi người. Muốn làm điều gì đó, tôi phải ổn. Love myself. Trong livestream vào ngày 18 tháng 2, khi Hà Thanh Xuân chia sẻ việc sửa nhà một mình, khán giả thắc mắc về sự vắng mặt của Thắng Ngô, nữ ca sĩ đã không trả lời mà chỉ cười và chuyển sang giải đáp các bình luận khác. Trong khi đó, trả lời câu hỏi của báo, có chuyện vợ chồng anh Trạng Đức, Thắng Ngô nói, tôi xin phép không bàn tính chuyện này sau những dòng tâm trạng Hà Thanh Xuân chia sẻ kế hoạch dọn dẹp nhà và sửa chữa căn phòng của mình ở Mỹ cô đã tự mình thực hiện mọi việc mà không có sự xuất hiện hay bóng dáng của vu cá coi cô cho rằng phụ nữ ở Mỹ không có gì là không thể cả tuần này dành thời gian sửa nhà và thay đổi ít đồ nội thất làm mới cho không gian ở nhà nói với khán giả trong livestream cô tâm sự có gì khó mình cứ học biết đâu mai mốt tôi sẽ tự sửa các căn nhà thì sao vì phụ nữ ở Mỹ bất cứ cái gì cũng phải làm được không có gì khó cả, quan trọng là mình cố gắng, tôi cảm thấy rất vui và tự hào vì mình làm được." Hà Thanh Xuân lại có động thái mới giữa tin đồn lộ dạn nứt, trái ngược với vua Cá Koi, chuyện bí mật bị lộ. Thời gian vừa qua, tin đồn dạn nứt của vua Cá Coi thắng Ngô và nữ ca sĩ Hải Ngoại Hà Thanh Xuân khiến nhiều người xôn xao, bởi lẽ trước đó, thắng Ngô và Hà Thanh Xuân thường xuyên thể hiện là một đôi vợ chồng tình cảm, đi đâu cũng cùng nhau, đặc biệt ông vua Cá Koi còn được biết đến với biệt danh là cuồng vợ. Gần đây cặp đôi dường như không còn tương tác gì với nhau trên mạng. Cả hai còn xóa toàn bộ hình ảnh của đối phương trên trang cá nhân của mình. Trong những ngày lễ đặc biệt vừa qua như Valentine hay mùng 8 tháng 3, Thắng Ngô cũng không có động thái nào bày tỏ sự ngọt ngào tới vợ. Động thái này càng khiến nhiều người chắc chắn là cặp đôi đã tan vỡ sau gần một năm tổ chức đám cưới. Trước những lời bàn tán của dân tình, doanh nhân Thắng Ngô chỉ chia sẻ ngắn gọn, đây là cuộc sống riêng tư nên chúng tôi sẽ không nói gì hết những thông tin trên mạng xã hội không hề liên quan anh cũng không hề đề cập trực tiếp tới việc cuộc hôn nhân thứ hai của mình có tan vỡ như lời đồn hay không về phía hà thanh xuân cô lại lựa chọn việc giữ im lặng không lên tiếng bất kỳ điều gì cô chỉ tập trung chia sẻ về âm nhạc công việc của mình hà thanh xuân đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân kiếp cầm ca cuộc sống của em đã dành hết cho âm nhạc xin cảm ơn ân nhân khán giả của xuân luôn bên xuân mỗi ngày dưới phần bình luận nhiều người cũng bình luận và hỏi về cuộc hôn nhân của cô và doanh nhân Thắng Ngô, tuy nhiên nữ ca sĩ không phản hồi bất kỳ điều gì. Động thái lạ của hai vợ chồng vua cá coi càng làm mọi người chắc chắn hơn về tin đồn tan vỡ gần đây. Tuy vậy, nhiều người vẫn mong đợi một câu trả lời chắc chắn, một sự khẳng định từ hai nhân vật chính trong câu chuyện. Trong năm 2022, cặp đôi Thắng Ngô Hà Thanh Xuân đã tổ chức đám cưới về chung một nhà và bất chấp những ý kiến có cả trái chiều từ dư luận doanh nhân thắng ngô vẫn thoải mái bày tỏ tình cảm với hà thanh xuân bằng những câu nói ngôn tình hà thanh xuân bị nhiều người dùng những lời lẽ không hay để nhận xét về cô khi cho rằng nữ ca sĩ chỉ vì ham mê vật chất mới đến với thắng ngô thắng ngô ngay lập tức banh vực tôi thấy bản chất hà thanh xuân rất lành con người có thể giả dối chứ con vật không biết giả dối nó phải thấy ai đó thân thiện hiền hòa có gì đó thu hút nó mới tới hà thanh xuân là người rất yêu động vật từ việc yêu động vật đó tôi thấy được tâm hồn nhân hậu của cô ấy hiện thông tin về việc tan vỡ của cặp đôi vẫn thu hút sự chú ý của dân tình. Ai cũng mong ngóng kết quả chính xác của câu chuyện tình nhiều ồn ào này. Hà Thanh Xuân hé lộ, cuộc sống một mình gây xót xa, vua cá coi miễn cưỡng thực hiện nghĩa vụ làm chồng. Hà Thanh Xuân và vua cá coi kết hôn được hơn 10 tháng với một đám cưới lãng mạn hơn cả phim ngôn tình. Thời gian đầu cả hai thường xuyên đăng ảnh mặn nồng, thì hiện tại thắng ngô đã khóa facebook cá nhân có nhiều ảnh hai vợ chồng hà thanh xuân thì lại liên tục đăng tải những dòng trạng thái đầy ẩn ý hiện tại thắng ngô đang tiếp tục ở việt nam để lo công việc kinh doanh còn hà thanh xuân thì thực hiện nhiều show diễn tại mỹ dù thắng ngô đã lên tiếng trả lời những tin đồn trên mạng không liên quan đến vợ chồng ông thế nhưng cư dân mạng vẫn đoán ra đoán non trước nhiều bằng chứng cho thấy cặp đôi đang trục trặc hôn nhân mới đây hà thanh xuân khiến người hâm mộ hoang mang khi ẩn ý bản thân cô đang làm mọi việc đều một mình Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định vẫn sống vui sống khỏe. Cụ thể, đăng kèm hình ảnh đi thu âm, Hà Thanh Xuân viết: "Sáng đi nhà sĩ chiều đi thu âm, quả thật hát là em vui nhất." Phía dưới bình luận nhiều khán giả khen Hà Thanh Xuân ngày càng xinh đẹp. Đáng chú ý trong một đoạn clip bên kênh TikTok chính chủ của Hà Thanh Xuân, mua cả coi để lại bình luận trái tim cho bà xã, nữ ca sĩ cũng đáp lại chồng mình bằng hình ảnh tương tự. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cả hai thể hiện tình cảm khá là gượng gạo. Thậm chí thắng ngô còn bị nói là đang miễn cưỡng để làm tròn nghĩa vụ người chồng hơn là quan tâm vợ. Có thể nói, dù khá thường xuyên cập nhật công việc và hoạt động cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội, song kể từ đầu năm 2023, Hà Thanh Xuân không còn đăng tải những khoảnh khắc có ông xã ở bên như trước đây, kể cả dịp Tết hay những ngày lễ như 14 tháng 2 hoặc mùng 8 tháng 3. Cô hầu như chỉ đăng ảnh một mình, cũng không nhắc gì đến chồng. Ngoài ra, hồi tháng 2 năm 2023, Hà Thanh Xuân chia sẻ về kế hoạch sửa sang nhà cửa, nhưng lại cho biết các công việc này mình hoàn toàn chịu trách nhiệm mà không có bóng dáng đàn ông. Tiếp đó, trong một live stream trò chuyện với người hâm mộ, cô cũng đề cập chuyện tự sửa nhà. Tuy nhiên, khi khán giả thắc mắc về sự vắng mặt gần đây của Thắng Ngô, thì cô không trả lời mà tập trung giải đáp các câu hỏi khác. Không những vậy, mới đây nhất, tối 12 tháng 3, Hà Thanh Xuân đăng lên trang cá nhân một trạng thái khá ẩn ý thể hiện cuộc sống của mình, giờ chỉ có đam mê ca hát mà không còn suy nghĩ cho chuyện khác nữa. Với dòng trạng thái này, không ít dân mạng xôn xao bàn tán về ồn ào giữa cô và Thắng Ngô. Theo những gì cô viết, dân mạng cho rằng Hà Thanh Xuân hiện tại ngoài âm nhạc ra thì không còn gì để cô bận tâm kể cả hôn nhân.